Rồi, hi các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ralam Fitness. Và hôm nay là video này là dành cho các bạn nữ xinh đẹp của chúng ta. Rồi sao? Ok, đây là những vấn đề nói là tại sao các bạn nữ nên tập cái gì để giảm mỡ. Ai cũng hỏi tôi hết trơn á. Anh ơi em tập tạ có giảm mỡ không? Anh ơi em tập aerobic có giảm mỡ không? Anh ơi em tập yoga, em tập bơi, em tập mà ABCXYZ, tập nhảy, tập dance hay tập cái gì để giảm mỡ hay không? Câu trả lời đó là một là bạn tập như thế nào, chứ không phải bạn tập cái gì. Nó khác nhau nha. Rồi bây giờ chúng ta xem ví dụ đầu tiên đây. Các bạn xem nè. Nếu mà mình có sử dụng cái video này cũng cho mình thông cảm nha. Đây. Rồi các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Đó, ở đây mình nói là muốn sao? Các bạn có thể dễ dàng tìm thấy có rất nhiều nhóm nhạc, nhóm đen á, nhóm nhảy á, những vũ công vũ đoàn họ vẫn mập. Trời ơi trời, những vũ công đó một ngày họ nhảy chắc cũng phải 3-4 tiếng á. Ủa vậy tại sao không giảm mỡ? Cái vấn đề ở đây là các bạn quên mất một điều. Một á là bất kỳ cái động tác nào, như mình đã có rất nhiều video khác nói về việc giảm mỡ của phụ nữ, khi các bạn quen, cơ thể của bạn sẽ tối đa hóa năng lượng cho những cái hoạt động và chuyển động đó. Bạn sẽ ít mệt hơn, oxy của bạn sẽ ít tiêu thụ hơn, và cơ thể của bạn sẽ không thay đổi về trọng lượng. Bạn đồng ý không? Nghĩa là với ví dụ như nha, khi bạn mới tới cái lớp tập dance đi, cái ngày đầu tiên bạn sẽ nói mà được rồi, nên tụi này nó nhảy ghê quá, tụi nhảy nó kinh quá, nó nhảy theo không có được. Còn qua 2 tuần sau bạn bắt đầu bạn nhảy theo được, lúc đó cơ thể của bạn nó sẽ bắt đầu nó hơi giảm mỡ một chút. Nhưng mà qua 2 tuần tiếp theo bạn sẽ không giảm nữa. Bởi vì sao? Một là chế độ ăn của bạn nó không thay đổi, hai là cái lượng nhảy của bạn nó không tăng thêm. Bạn biết sao không? Tại vì một là ông thầy ông không dạy riêng bạn, ông dạy nguyên một lớp. Ông dạy nguyên một lớp lúc bạn mới đầu vô, bạn tập bạn chưa quen bạn mệt, nhưng mà bạn sau đó bạn quen rồi, ông thầy ông vẫn dạy nhiều đó bài, ông không có tăng lên xu luôn, đúng không? Rồi như vậy thì sao? Một là bạn phải nhảy hai lớp, và bạn dành thời gian bạn tập thêm những cái món khác. Hai là bạn phải thay đổi cái chế độ ăn của bạn. Thì cái khi cái lượng năng lượng bạn xài nhiều hơn, năng lượng mà ăn nó ít vô, bạn mới thay đổi được. Rồi cái món thứ hai là cái món mà rất nhiều phụ nữ hỏi mình, rất nhiều bạn gái xinh đẹp hỏi mình là anh ơi em bơi em có giảm mỡ không? Một ngày em tốn hồ bơi, em bơi một lần hả 30 phút, 60 phút luôn. Một tháng đầu em thấy cơ thể em giảm chút chút, nhưng mà từ tháng thứ hai trở đi em không có giảm nữa. Rồi nó đi lại là vấn đề là một á là bạn cái tháng đầu bạn bơi chưa quen, bạn chưa biết bơi, bạn bơi rất là tốn sức, bạn bơi qua tháng thứ hai bắt đầu bạn quen rồi, bạn bơi nhẹ nhàng thoải mái hơn, bạn ít tốn sức hơn, thì bạn sẽ không hao nhiều năng lượng nữa. Thêm nữa là anh nói em đi bơi một lần 60 phút luôn, trời ơi trời, bạn đâu phải là ánh viên đâu, bạn bơi 60 phút, ánh viên bơi một ngày á, ánh viên ăn một ngày 8000 calo đó, là nghĩa là người ta bơi thật sự trong 60 phút. Còn mình hỏi bạn là bạn tới bể bơi bạn ngâm nước 60 phút hay là bạn bơi 60 phút, đúng không? Chính xác nha, đúng không? Rồi, vậy là tới bể bơi, muốn biết là bơi bao nhiêu á, cầm theo cái đồng hồ mà nó không có thấm nước á, trước khi bơi bấm giờ có thể bơi hết sức được bao nhiêu giây. Ngày hôm nay các bạn bơi nhiêu đó, ngày mai các bạn bơi hết sức trong 35 giây, tiếp theo bơi hết sức trong 45 giây, các bạn tăng dần lên, các bạn mới biết chính xác là các bạn bơi bao nhiêu. Anh ơi em tới hồ bơi em bơi nửa tiếng luôn. Thế là bạn tới bạn ngâm nước nửa tiếng chứ không phải bạn bơi nửa tiếng. Chính xác không? Còn đừng ai nói với mình là bơi một lần nửa tiếng mà không giảm mỡ, mình không tin đâu thiệt. Cỡ như ánh viên bơi nửa tiếng cũng chết dở luôn á. Bơi mà nó rất hao calo, bơi liên tục, rồi thậm chí chỉ nghỉ một phút là bơi tiếp, cực kỳ hao sức. Còn giả dụ như là bạn vô bãi bơi bạn ngâm nước, xong bạn bơi một nửa vòng, rồi là bạn xuống bạn đi bộ, là bạn bơi nửa vòng xuống đi bộ, đó không phải là bạn bơi nửa tiếng nha, khác nha. Bạn cần phải tự chủ vấn đề đó và bạn phải ghi chép lại. Ok, vấn đề tiếp theo đó là đi bộ, chạy bộ giảm mỡ không? Có nhiều người hỏi mình, anh ơi em chạy bộ một lần nửa tiếng một ngày luôn mà em không hiểu tại sao em chạy bộ quá trời luôn mà nó không giảm mỡ. Mỗi ngày em lên máy chạy bộ em chạy nửa tiếng luôn. Có chắc bạn chạy nửa tiếng không? Bạn chạy vận tốc 5 km, cái đó không tính là bạn chạy nha. Với một người mà ví dụ bạn cao có 1m55 đi, chiều cao nữ bình quân, hay là bạn cao thậm chí 1m65, các bạn cao như vậy, các bạn đi bộ hay là các bạn chạy bộ khoảng 4-5 km/h, đó là cái trạng thái mà trong cái sải chân của bạn, bạn bước nó rất là bền.
bạn sẽ rất là ít mệt và rất ít hao calo. Bạn quên cái con số trên máy chạy đi, bạn đừng nghĩ nó hiển thị như vậy là đúng. Tại sao mình giải thích con số trên máy chạy nó sai như thế này? Bạn nặng 50 kg, bạn đi bộ nửa tiếng trên máy chạy, máy nó báo ví dụ như hao 200 calo. Một bạn nữ hoặc một anh chàng nặng 100 kg cũng đi cùng vận tốc của bạn và trên máy chạy đó nó cũng hao 200 calo, đó là điều vô lý. Thực chất để tính được cái lượng hao calo của một bài tập hay một buổi tập hay một cái bộ môn nào đó, nó còn những công thức tính cực kỳ khoa học. Nó bao gồm giữa việc là trọng lượng bạn nặng bao nhiêu, cơ thể của bạn di chuyển như thế nào, tốc độ bao nhiêu, lượng cơ của bạn, lượng mỡ của bạn, tốc độ hao oxy của bạn, nhịp tim của bạn, nó mới tính ra được là bạn hao bao nhiêu calo. Chắc chắn bạn bước lên cái máy chạy nó không cân trọng lượng cơ thể của bạn, cũng như nó không cân được cái khối lượng cơ của bạn. Nên cái số trên máy nó là để động viên tinh thần của bạn thôi, bạn đừng tin nó nha. Rồi, tin mình đi, mình có cách là tính cho bạn, đó là trong cái video clip tiếp theo. Còn bây giờ, dạ, dù đó là một cách hiệu quả nhất để bạn đốt được cái lượng calo lớn đối với các bạn nữ khi các bạn bước lên máy chạy bộ, là bạn đừng có mà đi bộ nửa tiếng. Quên vụ đó đi, mình gần các bạn trong vòng 15 phút rồi. Rồi ok, các bạn bấm máy lên, các bạn cố gắng các bạn bấm số 10 đi, bấm số 12 đi, bạn chạy hì hục hục chạy hết sức đi. Trong vòng 30 giây, 45 giây thôi, bạn xuống, bạn bấm ngưng, bạn xuống các bạn đi một vòng quanh phòng tập, bạn lên các bạn bấm chạy tiếp, bạn chạy 5 hiệp vậy thôi, hết 10 phút thôi, đảm bảo cơ bắp đùi nè, cơ vai, cơ tay, cơ hông, cơ bụng, toàn bộ cơ trên cơ thể của bạn nó sẽ rất là mỏi. Và đó là cường độ cao ngắt quãng. Khi bạn chạy vậy, calo của bạn mới thật sự là đốt nhiều, bạn thật sự rất là mệt. Nhưng mua dùng cuốn sổ mini nhỏ nhỏ nha, ghi chép lại. Ừ, hôm nay mình tên là Bành Thị Huệ, mình đã chạy được 100m, không, mình chạy được 15 km/h, mình chạy được khoảng 200m và mình tập được 5 hiệp. Ngày mai bạn chạy chỉ còn, bạn chạy 15.5 km, bạn chạy 200m nhân 5 hiệp. Ngày mốt bạn tăng gần cái tốc độ của bạn lên, hoặc là bạn tăng cái quãng đường của bạn lên. Có rất nhiều người các bạn gặp một cái tình trạng, đó là các bạn đi tập các bạn không ghi chép lại là các bạn tập được gì. Tại vì các bạn không thể nào nhớ được là các bạn tập bao nhiêu đâu. Mình cam đoan luôn, lấy sổ sách các bạn ghi chép lại. Đó là một cái sự tiến bộ đơn giản nhất. Khi các bạn tăng cường độ lên, các bạn không thể nào mà không đốt nhiều calo hơn, mà các bạn chắc chắn sẽ giảm mỡ. Nhưng mà nếu các bạn không ghi chép lại, các bạn nói hôm nay đi bộ nửa tiếng, mà các bạn không biết là trong nửa tiếng đó các bạn đi hay là các bạn chạy bộ với tốc độ bao nhiêu, hay là quãng đường bao nhiêu, các bạn không ghi lại làm sao các bạn nhớ, đúng không? Rồi, nhớ nha, ghi chép lại và làm theo tôi nói á. Chạy từ độ cao ngắt quãng, đừng có mà lên cái máy chạy bộ đi nửa tiếng như hư máy nhà người ta làm sao chơi, đúng không? Rồi, ok. Tiếp vấn đề là các bạn tập yoga các bạn có giảm mỡ hay không? Hết xui. Quan trọng là ở đây các bạn tập như thế nào, các bạn hiểu ý mình nói không? Tại vì nếu mà các bạn tập những động tác yoga khó, ví dụ như là handstand push up hay là những động tác giữ thăng bằng trên chân của các bạn, nó rất là khó. Mà nó điều quan trọng thứ hai nữa là nó vẫn quan trọng ở chỗ là bạn ăn như thế nào. Nếu bạn tập yoga, anh ơi sáng nay em đi tập yoga em tập xương lắm, buổi sáng em tập 1 tiếng yoga, buổi chiều em tập 1 tiếng yoga, tối là bạn mà rủ em đi chè, ăn chè là em đi ăn liền luôn, tập vô ít thôi. Các bạn tập 1 tiếng yoga buổi sáng, 1 tiếng yoga buổi chiều, cộng lại các bạn đâu hao bao nhiêu calo đâu. Quất ly chè 500 calo. Đồ chè nhiều lắm á, biết sao chè nhiều không? Thứ nhất á, chè nó bỏ trong đó là sầu riêng nè, xoài nè, sữa nè, đường nè. Đó, 1 ly nó 1 cốc gì 300ml, bạn nạp vô 500 calo. Mà có bạn nữ nào ăn 1 ly chè mà cảm thấy khó không? Ai khó giơ tay. Mà không ai khó thì mời tôi ăn đi, tôi ăn tôi thấy khó nè. Nó đâu, biết sao? Tại vì tôi quen ăn với cái việc là tôi không ăn những món ngọt. Nghĩa là các bạn thật sự, có nhiều phụ nữ, bây giờ chuyển qua chủ đề nói ăn luôn nè. Nghĩa là bình quân, các bạn phải nghĩ một điều là tại sao các bạn phải ăn nhiều rau, các bạn sẽ đẹp hơn, và các bạn nên ăn bớt cái đồ ngọt dùm lại một chút. Trời ơi, các bạn ăn ngọt, các bạn ăn giặt nhiều quá thì làm sao mà các bạn có một cái cơ bụng săn chắc và ít mỡ được. Tại sao các bạn, cái bao tử của bạn nó làm gì? Các bạn bỏ ly chè vô, nó có nhiêu đây à? Nhưng mà cái năng lượng của nó lên tới đây, nó 500 calo. Nhưng mà cùng một cái lượng calo nó có 50 calo thôi. Các bạn ăn rau với cà chua với leo rồi, các bạn ăn một bó bự cỡ gì nè, nó lấp đầy cái bao tử của bạn luôn, nó cũng có 50 calo. Nhưng một cái phần ly chè nó cỡ nhiêu đây thôi, nó là 500 calo, nó gấp 10 lần. Thì bao tử của bạn nó vẫn còn trống. Nó trống thì nó sẽ báo hiệu bạn là còn ăn được nữa, ăn thêm đi. Trời ơi, ăn gì xin nhê gì. Ăn thêm vài miếng bánh tráng trộn nè, ăn thêm hai bịch bắp rang bơ nè, rồi ăn thêm ốc, sò điệp, sò me, sò lụa, sò lông, tùm lum.
Trời ơi các bạn ăn vậy các bạn không mập lên cũng uổng đi. Trời nhiều người không chứ không, mình có một học viên hôm qua hỏi mình: anh ơi hôm nay em đi tập về, hôm nay em thấy em tập rất là mệt, nên em sẽ tự thưởng cho em một bữa em ăn đầy đủ đạm, nhưng mà em không ăn tinh bột. Ủa không ăn tinh bột nó không phải là các bạn không lên mỡ đâu. Anh hỏi: ủa vậy chứ em không ăn tinh bột vậy em ăn cái gì? Dạ em ăn có nửa con gà nướng á. Trời trời mình ăn không nổi nửa con gà nướng nữa, các bạn làm sao các bạn có thể ăn nổi nửa con gà nướng? Thứ nhất, một á là những cái món bạn nướng cái gà mà họ bán ngoài tiệm á, họ bỏ rất là nhiều dầu mỡ nó mới ngon nhá, da nó mới giòn nhá. Điều thứ hai, bạn ăn nửa con gà nướng, chẳng lẽ có bao giờ bạn ăn nửa con gà nướng bằng bỏ hết da của nó bạn chỉ ăn thịt không? Không, bạn có ăn nửa con gà nướng bạn có bỏ cổ ra, bạn bỏ cánh ra, bạn bỏ bộ đồ lòng mà ăn cái phần ức gà không? Không, không chắc chắn ăn hết rồi. Còn phần cánh nè, phần da nè, cộng hai đó lại nhiều mỡ lắm. Nửa con gà nướng sơ sơ là 1000 calo, không ít, không dưới mức đó đâu. Rồi ăn thêm các bạn, ăn thêm thế là một cô bạn rủ thêm: trời ơi mày ơi, tao ăn có nửa con gà nướng á, giờ tao chưa có no lắm, giờ thì mình ngồi lai rai mình ăn, tại vì nửa con gà nướng bạn ăn nhiều vậy, nhưng mà cái thể tích đồ ăn á, tại vì khi bạn ăn gà nướng á bạn ăn kèm rau có vài lá rau răm, mà vài lá rau răm nó nặng có 1-2 gram là hết rồi, bạn đâu có lấp đầy được cái bao tử 1 lít của bạn đâu, thì thử ra là nó còn khoảng trống, bạn sẽ cố gắng bạn ăn thêm. Bạn hiểu vấn đề là tại sao phải ăn nhiều rau chưa? Bởi vì khi bạn ăn nhiều rau, cái thể tích của rau á nó rất là lớn, nó sẽ lấp đầy cái bao tử của bạn, nó tạo cho bạn cảm giác no ảo và bạn sẽ không nạp được thêm đồ ăn vô nữa. Không tin á thì bữa nào bạn nấu cỡ, bạn luộc cỡ một cái đùi gà thôi, rồi sau đó bạn ăn kèm cho tôi tầm 3 lạng súp lơ xanh cộng thêm 1 lạng dưa leo, bạn ăn vô thử, bạn ăn xong xong hai cái đó vô thử, bạn ăn xong bạn ăn nổi gì khác không? Chắc chắn là không. Điều đó nó quan trọng ở chỗ là bình thường á, bạn đừng nghĩ là bạn ăn ít, bạn không ăn tinh bột, đúng, tinh bột nó có nhiều năng lượng, nó hấp thu nhanh, nó tích mỡ cho bạn, nhưng mà không phải đó là vấn đề chính, mà vấn đề ở chỗ là bạn ăn nhiều calo hơn mức bạn nghĩ nha. Những món chè nè, bánh tráng trộn nè, vịt lộn xào me nè, cá viên chiên nè, bò viên chiên nè, bạn đừng có nghĩ nó ít calo, nó rất là nhiều, bởi vì nó hấp thụ cái lượng chất béo từ dầu ăn, mà dầu ăn là 99.99% trong đó là chất béo, chỉ còn một chút dầu ăn. Nói vậy không phải là mình khuyên các bạn nấu bình thường các bạn bỏ hết dầu ăn ra, mà bởi vì bình thường các bạn đã ăn quá nhiều rồi nên bớt ra mấy cái đó ra dùng mình chút, bạn hiểu vấn đề không? Đó nên vấn đề tóm gọn video này lại là: một, không quan trọng bạn tập cái gì, thậm chí bạn tập tạ cũng vậy. Ok, nãy giờ quên nói tới vấn đề tập tạ. Nhiều bạn nữ nghĩ là anh ơi, tập tạ sẽ sở hữu nhiều em, cơ bắp em nó sẽ săn chắc hơn, nó sẽ đốt mỡ nhiều hơn khi em có nhiều cơ. Em nghe mấy bạn nam nói là em có nhiều cơ hơn em sẽ đốt mỡ nhiều hơn. Điều này chưa hẳn đúng, bởi vì một, cơ thể của nữ khác nam. Các bạn sẽ cảm thấy ví dụ như mình đi, cái khối cơ bắp của mình rất mạnh, mình có thể một tay nhấc hơn 150 kg, nghĩa là vốn dĩ là cái khối cơ của mình nó rất nhiều, mình ngồi không mình vẫn đốt nhiều calo. Nhưng mà với các bạn nữ, khi các bạn mới tới phòng tập, các bạn sẽ không thể tập nặng, mà thậm chí sau này các bạn cũng sẽ không thể tập nặng được. Đồng ý, các bạn xây dựng khối cơ bắp tốt, các bạn sẽ trở nên son gọn săn chắc hơn. Nếu bạn có một cơ thể săn chắc, bạn bắt buộc phải tập với tạ, đó là điều chắc chắn. Nhưng mà nhiều người nghĩ là các bạn cứ ôm tạ các bạn tập, ngày nào các bạn cũng tập tạ, các bạn sẽ giảm mỡ nhiều. Điều đó là hoàn toàn sai. Bởi vì như thế này, các bạn chỉ tập tạ và hao calo nhiều khi các bạn tập vào những nhóm cơ lớn và được trọng lượng lớn. Các bạn nữ hiểu không? Nghĩa là thay vì các bạn tập tay đi, có nhiều người bạn nữ tới: anh ơi hôm nay em tập tạ, em tập tay. Wow, 2 kg, wow, 1,5 kg. Ủa em đốt được nhiều lắm anh, em nghĩ em đốt được 500 calo, không có đâu bạn. Mà tập tay tập vai với nữ, các bạn tập cả buổi trời 1 tiếng đồng hồ, các bạn tập mệt hết sức, các bạn đốt được cao lắm 200 calo thôi, bởi vì khối lượng các bạn nâng nó không nhiều. Với nữ, ưu tiên các bạn tập những nhóm cơ lớn và bài tập tổng hợp. Bài tập tổng hợp là những bài tập ví dụ như tập chân, các bạn gánh đùi, các bạn cầm tạ bước, đó là tổng hợp và dùng nhiều nhóm cơ trên cơ thể cùng một lúc. Bài tập lưng các bạn kéo máy, các bạn tổng hợp cùng một lúc, dùng sức cả vai, tay sau và lưng các bạn tập, các bạn kéo được mức tạ lớn hơn. Ngoài ra một điều các bạn đừng bao giờ quên là các bạn phải tập thể lực. Những bài nhảy, chạy, nhảy dây, đạp xe cho bạn tiêu hao một cái lượng calo lớn. Lần sau mình sẽ làm video clip về lịch tập thế nào cho nữ giảm mỡ hiệu quả và vẫn săn chắc cơ bắp. Rồi, tóm gọn video clip này là: một, không quan trọng bạn tập cái môn gì, quan trọng bạn tập nó như thế nào, cường độ như thế nào, có thay đổi cường độ qua ngày này tháng nọ hay không.
Hai, bạn ăn cái gì? Nếu bạn ăn quá nhiều, cho dù bạn ăn nhiều nhiều thịt, tinh bột nó không phải là lỗi của nó. Bạn nhè vô, bạn bớt tinh bột mà bạn ăn quá nhiều thịt thì nó cũng vậy thôi, nó dư calo bạn vẫn mập. Bạn ăn quá nhiều đường vô, bạn đừng nghĩ là bạn không ăn tinh bột, bạn không ăn cơm, bạn ăn chè nó cũng vậy à. Chè nó hấp thụ nhanh hơn cơm nữa. Rồi, sẽ tiếp tục có rất nhiều video về dinh dưỡng dành cho phụ nữ nha. Hãy cố gắng ăn nhiều rau, tập thể thao thường xuyên sẽ cực kỳ tốt cho bạn. Rồi, kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại video clip tiếp theo.